trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 78. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục xem lời khai thị sau cùng của Pháp sư Viên Anh. Ngài nói ra 5 câu. Câu thứ nhất là: từ nay trở đi phải vứt bỏ đi danh lợi thế gian, đừng đi theo những con đường khác. Câu thứ hai là: từ nay trở đi phải ngưng dứt hết tất cả hoạt nghiệp, đừng đi theo những con đường khác nữa. Hai câu này đích thật là chúng ta tu hành học Phật, đặc biệt là cầu sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo sanh tử luân hồi, không thể không hết lòng mà tu học. Bởi vì hai câu này là giúp cho chúng ta tu học thành tựu, là cơ bản vãng sanh tịnh độ. Nếu chúng ta không thể đột phá những chướng ngại này thì trong đời này bất luận nỗ lực tu học như thế nào đi nữa, chỉ là trồng chút thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi. Để làm tư lương, được độ trong tương lai, còn trong đời này thì nhất định không được thọ dụng. Cho nên nếu muốn thành tựu đối với đạo lý này, đối với chân tướng sự thật này, không thể không triệt để hiểu rõ. Triệt để hiểu rõ thì gọi là nhìn thấu, thật sự thấy rõ ràng, thấy được minh bạch. Sau khi nhìn thấy, nhìn thấu thì bạn mới có thể buông bỏ, thì tâm mới được thanh tịnh, không nhiễm trước chút nào. Đây là công phu chân thật của các đồng học Tịnh Tông chúng ta. Những năm gần đây, chúng ta đã nắm lấy cương lĩnh tu học. Chúng ta tu tâm, phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để làm mục tiêu. Hay nói cách khác, chúng ta phải chuyển hư ngụy thành chân thật, thành Phật tâm chân thật, còn phàm tâm hư giả thì không thể dùng cái tâm hư giả nữa, không thể dùng nó. Không sợ thiệt thòi, không sợ lừa gạt, không sợ khổ, không sợ khó, không sợ chết. Chúng ta chỉ cầu sanh cực lạc thế giới, chỉ hy vọng thân cận A Di Đà Phật, phải dùng tâm chân thành.
phải chuyển tất cả phân biệt chấp trước thành tâm thanh tịnh, buông bỏ tất cả nhiễm ô. Nhiễm ô là do cái ý, đặc biệt là thức thứ bảy, mạt na là ý nhiễm ô. Chuyển tâm nhiễm ô thành tâm thanh tịnh, chuyển tâm cống cao ngã mạn thành tâm bình đẳng. Ngã mạn là phiền não rất nghiêm trọng. Bạn xem, ở phía trước chúng tôi đã giảng phiền não trược. Đây là Đức Thế Tôn đem phiền não quy nạp thành năm điều căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi. Tham sân là nhiễm ô, mạn là cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Đây đều là những thứ chướng đạo nghiêm trọng, phải chuyển ngạo mạn thành bình đẳng, chuyển ngu si thành trí huệ. Trí huệ là chánh giác. Bạn hãy xem, đều đã chuyển được hết tất cả. Chuyển nghi hoặc thành chân thành, chuyển tự tư tự lợi thành đại từ đại bi, thì gọi là chân thật công phu. Phải chuyển trong cuộc sống hàng ngày, chuyển trong công việc, chuyển trong xử sự đối người tiếp vật. Người khác đối xử với mình, họ dùng tâm hư dối, dùng tâm nhiễm ô, dùng tâm cao thấp, dùng tâm tự tư tự lợi. Còn ta không thể đối xử với họ như vậy. Ta đối xử với họ nhất định phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đắc, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ta nhất định phải như Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát đối xử với tất cả chúng sanh như thế nào? Sau đó chúng ta lại nghĩ, chúng sanh đối xử với Phật Bồ Tát như thế nào? Chúng sanh đối xử với Phật Bồ Tát còn lừa dối, huống chi là đối xử với ta. Họ còn lừa dối Phật Bồ Tát, họ đối xử với Phật Bồ Tát còn cống cao ngã mạn, đối xử với ta họ coi ra gì? Thế nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, Phật Bồ Tát đối xử với chúng sanh như thế nào? Điều này rất quan trọng. Ngày nay chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát, không học theo phàm phu. Sẽ là một cuộc chuyển biến 180 độ, thì trong đời này chúng ta mới có hy vọng vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Còn họ thì vẫn tiếp tục tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Chúng ta không làm như họ, chúng ta phải hoành siêu ra khỏi lục đạo luân hồi. Từ vô lượng kiếp chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cho đến ngày nay đã đủ rồi. Chúng ta phải nhìn thấu. Phải buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Thân tâm quy mạng tịnh độ, quy mạng A-di-đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Thông đạt hiểu rõ các pháp thế gian và xuất thế gian, gọi là nhìn thấu, không nhiễm trước chút nào, gọi là buông bỏ tất cả hoặc nghiệp, tức là những chuyện mê hoặc điên đảo.
Chúng ta đều rõ ràng là hiểu rõ là huệ. Phải tiếp xúc, không thể không tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc mà như như bất động, cũng tức là nói tuyệt đối không khởi dậy tham sân si mạn nghi. Sau khi tiếp xúc rồi, niệm niệm đều có thể tương ứng với chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi. Đây là Bồ Tát đạo, đây là thành Phật chi đạo. Chúng ta đi trên con đường thành Phật, muôn ngàn chớ nên lo chuyện của người khác, không nên nghĩ đến chuyện của người khác. Thế bạn nghĩ đến thì là đọa lạc. Không nên bàn chuyện của người khác. Thế bạn bàn chuyện của người khác thì là tạo nghiệp. Đối với những người có thiện căn phước đức nhân duyên thì có thể cùng trò chuyện, chúng ta gọi là đối thoại. Chúng ta khuyến khích lẫn nhau. Còn đối với những người không thể tiếp nhận, thành kiến của họ quá sâu, phiền não tạp khí quá nặng, thì chắp tay hoan hỷ. Nếu như họ nói với mình, họ nói rất nhiều, chúng ta vẫn giữ thái độ cung kính lắng nghe, nhưng trong tâm thầm niệm A Di Đà Phật. Hy vọng Phật Bồ Tát dùng oai thần lực đại từ bi gia trì cho họ. Là hy vọng họ sớm một ngày giác ngộ, sớm một ngày hồi đầu. Đạo đức, trí huệ, năng lực của chúng ta không đủ, không có cách nào độ họ được, thì chúng ta cầu Phật lực gia trì. Chúng ta có thể làm được điều này. Câu thứ ba, từ nay trở đi hết lòng mà tu tập, chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, đừng nên đi theo những con đường khác. Hai câu phía trước là chú trọng nơi tính và nguyện. Đã có tính và nguyện thì hạnh rất quan trọng. Cái pháp môn này, hạnh là chấp trì danh hiệu. Mục đích là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn thì đã nhập cảnh giới Phật. Xưa kia tôi giảng kinh Di Đà đã giảng giải nhiều lần với quý vị, nhất tâm là năng chứng, nhất chân là sở chứng. Nếu chúng ta muốn chứng được nhất chân pháp giới thì quý vị phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, Hoa Tạng thế giới là nhất chân pháp giới. Thật báo trang nghiêm độ của tất cả chư Phật đều là nhất chân pháp giới. Làm thế nào có thể chứng được nhất chân pháp giới? Nhất tâm thì chứng được. Tu nhất tâm ở đâu? Tu nhất tâm trong cuộc sống hàng ngày. Cái gì gọi là nhất tâm? Bạn ở trong cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự.
mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, ngay lúc đó thì gọi là nhất tâm. Thế vừa khởi tâm động niệm thì cổ nhân nói bạn đã rơi vào hai ba, không phải là nhất tâm. Hai ba nghĩa là gì? Hai là phân biệt chấp trước, tức là ý thức thứ sáu và ý thức và thức thứ bảy. Hai là hai ý. Thức thứ bảy là ý căn, thức thứ sáu là ý thức, gọi là nhị ý. Ba là gì? Là hai thức cộng thêm a lại với thức là ba, gọi là tam tâm nhị ý. Tam tâm tức là thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, gọi là tam tâm. Nhị ý là thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thế bạn vừa động một niệm thì rơi vào hai ba, hay nói cách khác, bạn từ chân tâm thì lập tức rơi vào vọng tâm. Nếu trong tất cả cảnh duyên mà trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian mà bạn có thể giữ được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn vĩnh viễn giữ gìn được nhất tâm. Ai mà không có nhất tâm? Ai ai cũng có nhất tâm. Cổ đại đức có nói niệm thứ nhất là nhất tâm, niệm thứ hai thì rơi vào hai ba. Cho nên bạn không giữ được cái niệm thứ nhất, tuy có nhưng không giữ được thì rất mau rơi vào hai ba. Vì vậy bạn là vọng tâm, tức là phiền não tạp khí làm chủ. Trong a lại gia thức là chủng tử tạp khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay. Chủng tử gặp duyên thì khởi hiện hành. Duyên từ đâu mà có? Là do năm thức phía trước tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đó là duyên. Khi vừa tiếp xúc thì thức thứ sáu dấy lên vọng tưởng, thức thứ bảy là hư vọng chấp trước, thì nó lập tức sanh khởi. Đây là danh giới giữa phàm và thánh. Bậc thánh nhân không có gì khác, tức là các ngài có thể giữ được cái niệm thứ nhất, vĩnh viễn là niệm thứ nhất làm chủ. Tám thức 51 tâm sở không thể làm chủ. Đó là chư Phật Như Lai. Chúng ta phải học theo, phải học được cái bản lãnh đó thì bạn mới thật sự được thọ dụng. Thuận và nghịch đều là tăng thượng duyên. Ngài Văn Thù Bồ Tát tại trong hội Lăng Nghiêm có dạy thuận nghịch đều phương tiện. Ngài nói lời này không sai chút nào. Đó là một vị thật sự có trí huệ. Thuận cảnh và nghịch cảnh đều là thiện xảo phương tiện, là để thành tựu đức hạnh của mình, để thành tựu cơ duyên thù thắng của tất cả chúng sanh, gọi là thuận nghịch điều phương tiện. Thế nhưng những người không đạt được nhất tâm thì thuận nghịch điều tạo nghiệp. Trong thuận cảnh họ khởi tham si, trong nghịch cảnh họ khởi sân hận, đều là tạo nghiệp. Do đây mới biết Đại sư Ngẫu Ích có nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Tâm thiện thì tất cả cảnh giới đều thiện,
Thuận và nghịch đều thiện. Nếu tâm bất thiện thì tất cả cảnh giới thuận nghịch đều bất thiện, gọi là cảnh theo tâm chuyển. Đây là chân lý, phải thông đạt hiểu rõ cái đạo lý này. Sau đó chúng ta tu bằng cách nào? Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật này như thế nào? Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mà khởi tâm động niệm. Cổ nhân thường dạy không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm vừa khởi thì lập tức niệm A Di Đà Phật để đánh tan cái ý niệm đó đi. Một câu A Di Đà Phật này là giác. Dùng một câu chánh giác này, tức vô thường chánh đẳng chánh giác, để đánh tan hết thảy tất cả vọng niệm. Một câu A Di Đà Phật này là bản thiện. Khởi tâm động niệm là tập tánh. Câu Phật hiệu này là bản tánh. Chúng ta dùng bản tánh để khống chế tập tánh. Thì chúng ta có công phu, là chân công phu. Bồ Tát thanh văn duyên giác đều biết dùng cái công phu này. Các ngài có thể duy trì chánh giác, có thể giữ vững không thối chuyển. Bình thường dạy bạn luôn luôn nhớ niệm một câu A Di Đà Phật này. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không gián đoạn có rất nhiều cách nói. Đối với những người sơ học như chúng ta, niệm câu Phật hiệu này phải miên miên mật mật, không được gián đoạn. Tại vì sao? Vì hễ gián đoạn thì vọng tưởng liền dấy lên, thì phiền não tạp khí liền nổi lên. Không gián đoạn là khống chế phiền não tạp khí, không để nó khởi hiện hành. Bạn nhất định phải ghi nhớ, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì gọi là nhất tâm. Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy chúng ta nhất tâm sinh niệm. Bạn phải hiểu cái gì gọi là nhất tâm. Nếu còn khởi tâm động niệm, còn có phân biệt chấp trước, thì bạn dùng là vọng tâm. Bạn dùng vọng tâm niệm Phật thì không phải là nhất tâm niệm Phật. Trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang, ngài không dịch nhất tâm bất loạn, mà dịch là nhất tâm hệ niệm. Quý vị hãy suy nghĩ, Phật tại trong kinh điển dạy cho chúng ta niệm Phật như thế nào? Ngoài trừ nghĩ A-di-đà Phật ra, ngoài trừ nghĩ cực lạc thế giới ra, thì không nghĩ gì khác. Nếu dùng phương pháp đơn giản nhất, kể cả cực lạc thế giới cũng không nghĩ đến, tức là chuyên quán tưởng A-di-đà Phật. Tại vì sao? Vì thấy được A-di-đà Phật tức là đã sanh đến cực lạc thế giới. Nếu quán tưởng cực lạc thế giới vẫn còn nhiều phiền phức, quán tưởng cực lạc thế giới tức là phải tu 16 phép quán. Trong bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, phẩm 48 là quán tưởng cực lạc thế giới, toàn là giảng về cực lạc thế giới. Nếu bạn quán tưởng tức là quán tưởng cực lạc thế giới thì không bằng niệm một câu A Di Đà Phật.
Người thật sự thông minh không quán tưởng cực lạc thế giới, chuyên quán tưởng A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, thì họ làm sao mà không thành tựu? A Di Đà Phật là chỗ chân chánh cho thân tâm chúng ta quy y, cho nên mới bảo chúng ta hết lòng mà tu tập. Tu là tu chứng, phải buông bỏ hết tất cả vọng tưởng thì gọi là tu. Một câu A Di Đà Phật này phải cố gắng mà niệm, nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Đó là bí quyết dụng công thành tựu của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài chỉ dạy cho chúng ta điều nhiếp lục căn, có nghĩa là không phải là bảo bạn mắt không nhìn, tai không nghe, không phải là cái ý nghĩa này. Mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, nhưng tuyệt đối không rơi vào ấn tượng. Cũng tức là quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quyết định không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn cứ nhìn mà cứ nghe, nhưng tâm không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Niệm câu A Di Đà Phật này, niệm được miên miên mật mật. Không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng chút nào. Đây là cảnh giới những người của những người minh tâm kiến tánh. Trong tông môn thường nói, đi ngang rừng hoa nở, thân không dính lá nào, tức là cái cảnh giới này. Họ dùng phương pháp tham cố đạt đến cảnh giới này. Còn Tịnh Tông thì dùng niệm Phật, dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để đạt đến cảnh giới này. Trong tâm đích thật chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây mới là thật sự hết lòng tu tập chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Cái gì gọi là hết lòng? Là đối với tất cả pháp thế gian hay xuất thế gian và tất cả nhân sự vật đều buông bỏ hết tất cả, không còn khởi tâm, không động niệm. Đây mới thật sự là hết lòng. Không phải là ngoại cảnh không tồn tại, không phải là không tiếp xúc với ngoại cảnh. Ngoại cảnh tuyệt đối không làm trở ngại tâm của bạn. Cũng không bao giờ bị nó lôi kéo, khiến cho bạn khởi lên vọng tâm. Bạn vĩnh viễn là dùng chân tâm. Thì gọi là biết niệm. Trong tông môn thường hỏi, có hiểu không? Trong Tịnh Đông, trong Tịnh Độ Tông chúng ta cũng hỏi, bạn có hiểu không? Bạn có biết niệm hay không? Biết niệm thì rất là phi thường, sự thành tựu còn cao hơn thiền. Đó là rất thực tại thì bạn mới tin. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong Kinh Đại Tập có nói, trì danh niệm Phật là thượng thượng thâm diệu thiền, thì bạn mới thật sự hiểu được câu nói này của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví
Kế tiếp là câu thứ tư, Đại sư dạy cho chúng ta từ nay trở đi cầu sanh về cực lạc ngũ thanh tịnh độ, đừng đi theo những con đường khác nữa. Chúng ta phải đi theo con đường nào đây? Phải đi theo con đường lớn dẫn đến Tây Phương cực lạc thế giới. Con đường lớn đó là ngũ thanh tịnh độ. Ngài dùng cái danh từ này là để đối trị với ngũ trược ác thế trong thế gian này của chúng ta. Ngài gọi cõi cực lạc là ngũ thanh tịnh độ. Tại vì sao? Về ở cõi này của chúng ta là kiếp trược. Đây là nói thời đại này không tốt. Tây Phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật thành Phật mới 10 kiếp. Phật và tất cả nhân dân trong cực lạc thế giới đều là vô lượng thọ. Cực lạc thế giới mới thành lập được 10 kiếp mà nhân dân đều là vô lượng thọ. Trong thời đại của họ thật là quá tốt. Còn thời đại của chúng ta là kiếp trược, thời đại của họ là kiếp thanh, là thanh tịnh. Trong cõi này của chúng ta, chúng sanh có kiến trược, tức là có tà tri tà kiến, mê hoặc điên đảo. Sanh về Tây Phương cực lạc thế giới là tránh tri tránh kiến. Trong cõi này của chúng ta, tà sư nói pháp nhiều như số cát sông Hằng. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm có nói, ở Tây Phương cực lạc thế giới, chư Phật Như Lai thuyết pháp. Cái số lượng đó, dù có dùng số cát trong sông Hằng cũng không có cách nào sánh bằng. Số nhiều như vi trần trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, số cát trong sông Hằng làm sao có thể sánh bằng. Vì kiến giải của họ là thanh tịnh. Chúng ta ở cõi này, phiền não tạp khí rất nặng. Chúng sanh trong Tây Phương cực lạc thế giới, mỗi ngày nghe kinh, nghe pháp, cúng dường chư Phật, cúng dường cho tất cả chúng sanh trong khắp hư không pháp giới. Bạn hãy nghĩ xem, chúng sanh ở cõi cực lạc, không cần nói nhiều, họ tu phước huệ trong một ngày. Còn chúng ta ở ta bà thế giới phải tu chừng vô lượng kiếp. Họ chỉ tu hoàn thành trong một ngày. Những người chúng ta ở cõi này có phiền não, còn người ta ở cõi cực lạc thì có trí huệ. Họ tùy chuyển tám thức thành bốn trí, chuyển phiền não thành bồ đề, gọi là ngũ thanh thế giới, cũng là ngũ thanh tịnh độ. Trong thế gian này của chúng ta có chúng sanh trược.
Vì sao gọi là chúng sanh trược? Bởi vì kiến giải tư tưởng của chúng sanh trong thế giới này thác loạn. Tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình đều bị nhiễm ô. Đem nhất chân pháp giới biến thành thế gian trược ác. Nhìn lại Tây Phương Cực Lạc thế giới, con người tâm thiện, tư tưởng thiện, lời nói hành vi thiện, họ đã cảm được là Cực Lạc thế giới không phải là ngũ trược ác thế. Còn trong thế giới này của chúng ta, chúng sanh thọ mạng ngắn ngủi, người sống đến 70 tuổi rất hiếm có. Từ 60 tuổi về sau là thuộc về cuối đời. Tôi còn nhớ năm xưa, lúc cầu học tại Đài Trung, thầy Lý giảng cổ văn cho chúng tôi. Thầy giảng đến bài Thu Thanh Phú thì cảm thán sự thay đổi của bốn mùa xuân hạ thu đông. Đời người cũng có bốn mùa. Trước năm 20 tuổi là mùa xuân của đời người. Từ 20 tuổi đến 40 tuổi là mùa hạ của đời người. Từ 40 tuổi đến 60 tuổi là mùa thu của đời người. Từ 60 tuổi về sau là mùa đông. Khi thầy giảng đến bài văn chương này thì cảm khái vô hạn. Người thế gian cũng biết được làm thế nào để sống qua mùa đông thì phải chuẩn bị sẵn trong ba mùa xuân hạ thu. Nhưng có mấy ai biết giác ngộ làm thế nào để sống qua lúc tuổi già? Trong thế gian này, những người mê hoặc điên đảo thì nhiều. Lúc họ còn trẻ tuổi thanh xuân thì hưởng phước. Họ đã vừa quên chuyện đến lúc tuổi xế chiều. Khi tuổi già đến, dù có hối hận cũng không kịp. Họ không biết tu phước tích đức. Lúc họ còn trẻ tuổi thanh xuân, nền giáo dục thời xưa ở Trung Quốc rất coi trọng vấn đề này. Thanh thiếu niên chú trọng nơi giáo dục đạo đức, phải đắp vững cái gốc là trước năm 20 tuổi. Từ 20 tuổi đến 40 tuổi thì phục vụ cho xã hội là tạo phước. Từ 40 tuổi đến 60 tuổi là phải bồi dưỡng cho những người kế thừa. Từ 60 tuổi về sau thì về hưu để hưởng phước.
đó là biết cách làm thế nào sống qua mùa đông. Là một tư tưởng giáo dục như vậy, hoàn toàn khác với người phương Tây. Người phương Tây thì đảo ngược lại. Trong một đời của họ, đến lúc nào là lúc hưởng phúc, là lúc tuổi nhi đồng. Cho nên mọi người ở ngoại quốc thường nói, ở ngoại quốc tuổi nhi đồng là thiên đường, tuổi trung niên là chiến trường, tuổi già là phần mộ, đích thật là quá bi ai. Không như tư tưởng của Trung Quốc, tư tưởng đạo lý của Trung Quốc thì hoàn toàn khác với người phương Tây. Lúc tuổi thanh thiếu niên phải chịu cực khổ thì mới hăng hái nỗ lực học tập. Sau khi bước vào xã hội, vì xã hội tạo phước, đến khi tuổi già thì hưởng phước. Tuổi già không phải là phần mộ, tuổi già là hưởng phước. Còn tư tưởng của người ngoại quốc, lúc trẻ em mười mấy tuổi thì đã hưởng hết phước, phước báo một đời của họ đã hưởng hết. Họ lại không biết tu phước, đến lúc tuổi già họ làm sao mà không khổ. Chúng ta hãy xem Tây phương cực lạc thế giới. Sự lợi ích đầu tiên là vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ này không phải là vô lượng của hữu lượng, mà là vô lượng của vô lượng. Có nghĩa là thế nào? Sau khi bạn sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, trong một đời nhất định chứng được viên mãn vô thượng Bồ Đề. Chứng được vô thượng Bồ Đề là thật sự vô lượng thọ, không phải là giả. Tại vì sao? Chúng ta không cần nói chứng đắc vô thượng Bồ Đề, chỉ nói chứng được chánh đẳng chánh giác. Là bậc Bồ Tát sơ trụ của viên giáo, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, chứng được một phần pháp thân. Ở trong cảnh giới này không còn sanh diệt nữa. Không còn sanh diệt tức là không sanh không chết. Trong Phật Pháp gọi là Đại Niết Bàn. Đại Niết Bàn là không sanh không diệt. Không sanh không diệt là thật sự vô lượng thọ. Đây là mục tiêu tu hành chân chánh của Phật Pháp Đại Thừa. Bậc thứ tứ quả A-la-hán của Tiểu Thừa cũng chứng được Niết Bàn, nhưng Niết Bàn đó của họ không phải là chân thật. Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói thì họ chỉ chứng được tương tự Niết Bàn, không phải là chân thật Niết Bàn. Vì họ chưa có kiến tánh, cho nên Phật gọi họ là chứng được Thiên Chân Niết Bàn. Chỉ có bậc Bồ Tát Đại Thừa mới chứng được chân thật Niết Bàn, tức Đại Niết Bàn. Bậc Bồ Tát sơ trụ của viên giáo thì chứng được, nhưng chưa viên mãn. Muốn viên mãn thì phải là quả địa Như Lai mới chứng được cứu cánh viên mãn Đại Niết Bàn. Sự lợi ích lớn nhất ở Tây phương cực lạc thế giới không những là vô lượng thọ, mà còn đạt được viên chứng tam bất thối. Thật là phi thường, nên gọi là thật khó tin.
chứng được tam bất thối, không phải là bậc Bồ Tát sơ trụ, phải là bậc Bồ Tát sơ trụ của viên giáo. Họ đã chứng được tam bất thối nhưng chưa, nhưng không viên mãn. Thật sự mà nói, viên chứng tam bất thối là đẳng giác Bồ Tát. Chúng ta có thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút, không cần nâng quá cao. Viên chứng tam bất thối tức là trong kinh thường gọi là A Di Việt Trí Bồ Tát. Bậc Bồ Tát A Di Việt Trí là đẳng cấp nào? Là thất, là từ thất địa trở lên, được oai thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, không phải là tự mình thật sự có khả năng chứng được. Tuy được Phật gia trì nhưng tự mình vẫn phải hết lòng mà tu học. Tu học là công phu của mỗi một người tiến triển khác nhau. Có người tu học thì tiến bộ rất mau, có người thì tiến bộ rất chậm, nhưng họ nhất định không còn thối chuyển. Mức học tập tiến bộ có mau có chậm, có mau có chậm là thật đấy. Người học tập mau thì họ sớm một ngày tự mình thật sự đạt được viên chứng tam bất thối. Nhưng nếu chưa có chứng đắc thì cũng được A Di Đà Phật gia trì. Nên sự thọ dụng, trí huệ đức năng của họ cũng không kém gì. Sự thù thắng này trong mười phương chư Phật thế giới đều không có. Cho nên ở chỗ này Đại sư Viên Anh khuyến khích chúng ta từ nay trở đi nhất định phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc ngũ thanh tịnh độ. Chúng ta phải đây lấy đó làm tông chỉ để tự mình tu học. Điều sau cùng này rất là quan trọng, nhất định phải tiến đến Phật quả. Cứu cánh viên mãn cũng tức là cầu cuối cùng trong tứ hoằng thệ nguyện, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, thì bạn mới thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Cầu thứ năm, từ nay trở đi mau chóng chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đừng đi theo những con đường khác nữa. Những con đường khác là gì? Là danh văn lợi dưỡng trong thế gian. Phải tranh giành những chức đức gì? Phải tranh giành những địa vị gì? Phải tranh giành những quyền lợi gì? Thật là sai lầm. Chúng ta phải suy nghĩ, chú tâm mà xem xét Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã nêu gương gì cho chúng ta? Ngài là hoàng tử, là thái tử, lẽ đương nhiên Ngài sẽ kế thừa ngôi vua. Nhưng Ngài cũng không cần ngôi vua, Ngài biểu diễn cho chúng ta xem, nay chúng ta còn tranh giành cái gì? Nay chúng ta lại muốn giành lấy một cái danh vị gì? Nếu chúng ta thử nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở bên cạnh chúng ta thì cảm tưởng của Phật như thế nào? Phật dạy cho chúng ta như thế nào? Phật không cần gì hết, không cần danh, không cần cái danh đế vương, cũng không cần địa vị đế vương, cũng không cần quyền lợi của đế vương. Ngài buông bỏ hết tất cả, cũng không hưởng thụ sự giàu sang,
những sự hưởng thụ trong cuộc sống vật chất của đế vương, ngài đều xả bỏ hết. Ngài đã xả bỏ một cách sạch sẽ rốt ráo. Ngài là người rất bình dân, không có thân phận gì cả, cũng không có chức tước gì cả, mà được mọi người đều tôn kính. Mọi người gọi ngài là Thế Tôn. Ý nghĩa của Thế Tôn là gì? Dùng lời hiện nay mà nói, đặc biệt là ở Trung Quốc, gọi là tôn kính. Nếu dùng lời nói hiện nay để xưng hô, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni tôn kính. Phật là thánh nhân, người Trung Quốc chúng ta gọi là thánh nhân, còn người Ấn Độ gọi là Phật. Ý nghĩa của chữ Phật là người có trí huệ, người có đạo đức, là người đã giác ngộ. Chúng ta đối với danh hiệu của ngài thêm vào hai chữ tôn kính, gọi là bậc thánh nhân Thích Ca Mâu Ni tôn kính, hoặc là Thích Ca Mâu Ni Phật, hay Thích Ca Mâu Ni giác giả, là bậc giác giả, là bậc giác ngộ. Đó là cách xưng hô như vậy. Sự hoằng pháp lợi sanh suốt đời của ngài, chúng ta phải học tập. Đó là sự giáo học của ngài. Mỗi ngày tự mình không ngừng mà học tập, mỗi ngày không ngừng dạy người khác. Cho nên bạn hãy chú tâm mà xem, dùng thuật ngữ hiện nay để xưng hô ngài, tức là ngài suốt đời gánh vác sự việc giáo dục xã hội. Nếu dùng lời hiện nay mà nói thì gọi ngài là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Việc làm của ngài suốt đời là người công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, bởi vì ngài dạy học không nhận học phí, không tiếp nhận cúng dường. Cuộc sống mỗi ngày sống rất đơn giản, ôm bình bát đi khất thực. Mỗi ngày đi ra ngoài ôm bình bát đi khất thực, người ta cho cái gì thì ăn cái nấy, trong tâm không có phân biệt. Vả lại trong tâm rất cảm kích, bạn cúng dường một bát cơm rất ngon, ngài rất cảm kích bạn, cảm ơn bạn. Nếu bạn cúng dường bát cơm không ngon, ngài cũng là bình đẳng cảm ơn bạn. Tại vì sao? Vì những người cúng dường đều rất tận tâm. Mỗi một cá nhân giàu nghèo khác nhau, tình trạng cuộc sống cũng khác nhau. Nếu khất thực đi đến chỗ nghèo nàn, họ ăn những thứ rất dở, họ cúng dường cho bạn cũng là những thứ tốt nhất của họ. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều dùng tâm bình đẳng cảm ơn họ. Chúng ta học Phật, học Phật tức là phải hướng theo Thích Ca Mâu Ni Phật mà học tập, học theo cái tâm của ngài, học theo cuộc sống của ngài, học theo xử sự đối người tiếp vật của ngài, học theo lòng từ bi giáo hóa tất cả chúng sanh của ngài. Ngài biết trong từ bi tế thế, điều quan trọng nhất là giúp cho chúng sanh giác ngộ, giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, sau đó mới có thể thật sự lìa khổ được vui. Vui từ đâu mà có? Vui là từ giác ngộ mà có. Khổ từ đâu mà có? Khổ là từ u mê mà có. Chỉ có phá mê khai ngộ thì mới có thể thật sự lìa khổ được vui. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã hiểu cái đạo lý này, cũng hiểu rõ chân tướng sự thật này.
Suốt đời Ngài giúp cho mọi người, giúp cho mọi người lìa khổ được vui. Ngài giảng từ cá nhân để giúp cho mọi người phá mê khai ngộ, sau đó thì bạn tự nhiên lìa khổ được vui. Kinh A Di Đà trong tam thời hệ niệm pháp sự thì chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp một đoạn là nói về chú vãng sanh. Chúng tôi cũng sẽ giải thích bài chú vãng sanh này để cho quý vị nhận thức và hiểu rõ. Bây giờ thời gian đã đến.